Xin chào tất cả các bạn, mình là Dung Ngân đây. Hôm nay mình sẽ quay một clip Minecraft, đó chính là đúng rồi, nãy giờ kiểu không mắt mình đây là gì đúng không? Mình đang chặt cây, xin nữa mình sẽ làm một cái nông trại. Thôi, nếu các bạn thích clip này thì các bạn hãy để lại cho mình một like, share, subscribe nha. Nhớ để mình một bình luận, chia sẻ và đăng ký. Nhớ bình luận luôn nha các bạn. Giờ mình sẽ bắt đầu clip thôi. Thôi, các bạn thấy không? Để 1.8 đập tắt đủ bình thường luôn. Đập quá nhanh luôn. Sớm tự mình đào đất luôn ha ha ha. Chặt cây này cũng được. À đúng rồi, mình ăn trong này có cây rìu. Đúng bài luôn. Cây rìu này phải là. À đúng rồi. Trồng cây là phải trồng cái cây mới. Mới ra lò. Đấy, đúng luôn. Không còn mình nói nhiều đúng không? Thì đúng tròn lại nhỉ. Hi hi hi. Chặt bằng cái rìu nhanh nhanh hơn rìu kim cương nữa bạn. Ok, bây giờ mình sẽ tạo ra một anh sẽ làm cái nông trại. Nông trại thôi, kệ đi. Ở nhà còn đống gỗ mình lấy. Đây. Cái ra một đống một đống luôn à. Không thiếu cái này. Thì hãy có cái này nữa thì tốt. Ok, let's go. Kìa rồi. Cái mũi tên này chút còn bây giờ chút cung cho mình chút sẽ chưa có cái gì cái nông trại đúng không để mình rồi đây lại nữa mình phải ghép 64 rồi ok mọi người. Mấy cái đống gỗ rồi một đống luôn rồi tại nãy giờ mình không có luôn không đếm sẻ. Ok vậy được rồi, bây giờ mình sẽ thay người kia cái nông trại. Oh.
mình đi đào đất mấy chỗ sẵn sẵn không không hẳn đúng là đào ngoài kia đây là đây nè đào tùm lum luôn nó các bạn nó có cái gì nó đặt thử thách cho mình các bạn nó đặt tự nhiên đi được con nào nếu nó dài quá thì mình sẽ làm tập 2 sinh tồn đặt xác nhận lên luôn không có chế tạo cái cây con quỷ gà này cho mày ở dưới đó luôn đi đông đào con hình như mình nhớ gọi là gì ta tại nhập quên bàn đó rồi à đúng cái xẻng đây cái xẻng mình hay quên luôn rồi. Mình có cái gì quên mình các bạn nhắc giờ mình nhé mình đi đâu mình cũng bỏ quên hết lưu ý một điều là nông trại phải làm còn làm cái rộng ra mình chơi Minecraft á mình chơi chung á tới nhà thằng nào á đạp đập đất quanh nhà nó đi nó chửi cái bàn á đánh nó lại luôn hả? Không sao đâu các bạn cứ tự nhiên như ở nhà ủa mát này mới đủ rồi mát này đẹp mát này rồi đẹp quay một cái tên là phải đang quay tự nhiên nói vậy đang xây cái bạn nhớ là khi xây cái nông trại còn mặt bằng nó thẳng ra nha chứ đừng cong cong quẹo quẹo khó xây lắm xem rộng ra coi chị chắc là tối nhất đây nhiều bạn nó mình đang chơi mình gặp bạn nó luôn không quan không sợ yeah.
mày. Để tụi bay. Mấy hàng đèo này không biết mình làm chi cho dở dở phí luôn. Mát thiệt à. Đây các bạn ơi. Giờ dẫn con mấy bạn bà nội này nữa chứ. Nhảy xuống cái hố chị không biết. Chết rồi. Con đây là em mày. Chơi đi. Thiếu bạn đây. Này là bạn đó chứ. Nó ra con quỷ gà này có lên không vậy? Sắp chết tới nơi rồi để trứng. Đi lẹ lên lẹ. Tôi cùng lên nha. Lên đây tao dụ mày nè. Đụng mày. Mày lên đây tao xử mày nè. Tao xử tội mày nè. Tao xử đẹp mày nè. Gà đâu? Gà. Gà ơi. Gà. Con chó gà này mày lăn nó hả? Thả ra một cái là mày chuồn liền à. Lành lắm. Mấy sợi dây đâu mày? Đi vòng vòng mà tao tìm mày hả mày cái con ngựa. Mày điên kìa. Cái con ngựa nó đi đua rồi. Mau. Bắt tao đi vòng vòng tao tìm mày hả cái con kia không có rảnh đâu. Đâu. Các bạn đợi mình sẽ nhanh đợi mình. À, mình đã xây thêm cái bộ nên cái và lóc lúa này rồi với lại mình cũng đã bắt thêm